Thì thôi anh nghĩ ta nên dừng lại, khi lòng em đã chia hai. Vì anh đã biết anh không còn là người duy nhất em nhớ đêm qua. Hãy nói anh nghe thật lòng, em hết yêu anh đúng không? Cô nắm tay anh làm chi nếu em phải đi? Người thương đến mấy cũng sẽ đến ngày, ngày chúng ta thành người dưng. Vì đâu ai chỉ yêu mãi một người, điều vĩnh viễn chẳng có em ơi. Ký ức không giữ được người, đâu ai nhớ ai suốt đời. Nước mắt hôm nay có rơi cũng không vì nhau nữa rồi. Cuộc đời là thế, quen nhau rồi quên phút vui ngày xưa, sau này buồn tên vì người chẳng muốn kia.